Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi vào rừng múc đất thôi. Hôm nay thì anh em mình sẽ đi sạt bãi làm vườn cho người ta và múc đất mở đường để cho người ta khai thác gỗ nha mọi người nhá. Khai thác keo nhá. Đấy, bây giờ anh em mình đang di chuyển vào trong rừng để làm nhá. Và hôm nay là vẫn là lái mới của em lái nhá mọi người. Đây. Thì trong những video vừa rồi ấy, mọi người cứ hỏi comment em rằng là thế thực ra là bác làm nghề gì. Thì nói chung là với mọi người là em này cũng chỉ làm về bên vận chuyển, về cứ việc gì có tiền thì em làm thôi, chứ em không cứ việc gì đâu các bác ạ. Thì em cũng đầu tư các thứ máy móc về để làm, để kiếm tiền thu nhập qua ngày thôi, chứ em toàn thuê thợ về làm, thuê mọi người về làm. Cháu đi chơi thôi chú. Chú đi đâu ấy? Đây, bây giờ mình đang vào múc đường cho nhà chú này nhá. Đây thì lái mới của em sau mấy ngày học việc thì cũng lái cũng được rồi nha mọi người nhá. Đấy, được cái là chịu khó sáng sớm ra là chăm sóc xe cũng gọi là tốt, giữ gìn xe thì cũng gọi là sạch sẽ nha mọi người nhá. Đấy, thì thường thường thì bọn em ở đây là ít khi ở ngoài nhà dân lắm, toàn chui trong rừng là chính thôi. Thu nhập của bọn em là ở trong rừng nhá. Thì đi mở đường ở trong rừng nên là cứ suốt ngày chỉ ở trong rừng thôi. Với lại thú thật với các bác là cái lái mới của em cũng nhát lắm, đi vào trong rừng một mình không dám đi đâu, phải có một người đi cùng nữa thì là mới dám múc. Thế nên là khi nào mà em không đi ấy, thì em lại phải cho thêm một người nữa đi cùng để cho bạn ấy đỡ sợ ấy. Nói chung không phải là bạn, đây là chỗ anh em nhà nên em gọi bằng chú. Đấy. Đây, nhìn rất đẹp trai phong độ luôn. Trong khi vào trong rừng làm việc thì tiện đường thì gạt cho bác cái bãi này nhé. Đấy, chắc mất khoảng 15-20 phút gì đấy. Đằng nào mình cũng nói chung là đi đã đầu tư máy rồi, kiếm thêm được đồng nào thì kiếm nha mọi người nhé. Đấy, đây là cái bãi sàn giúp bác để bác trồng cây với các thứ hoặc là trồng hoa màu. Đây là bác chủ đất đấy, công nhận là em cũng thấy lái mới của em là làm việc cũng có rất là năng khiếu. Bây giờ thuê được một người thợ mà làm được theo ý mình thì cũng không đơn giản một chút nào mọi người ạ. Chỗ này chắc mất khoảng 15-20 phút thôi mọi người. Cái này thì tiện đường thì mình vào mình san giúp bác ấy là chính rồi, chứ không cán thì có, nếu mà bảo đánh máy từ ngoài vào ấy thì nó cũng chả đáng là bao đâu. Nên là hôm nay là mình tiện đường thì mình gạt luôn cho bác ấy nhá. Đấy. Chỗ này là một mảnh vườn nhỏ nhỏ. Mọi người thử đánh giá cho em xem là lái mới của em mới thuê có mấy ngày hôm nay thì làm việc có được không ạ? Thì cũng chỉ đào tạo chắc được khoảng tuần thôi. Cái này là cũng là do năng khiếu một phần các bác ạ. Chứ nhiều người mà thuê về học cả tháng vẫn không xong luôn. Đấy.
thì em cũng đang dự tính là vào sau khi mà bạn ấy mà làm quen rồi thì em sẽ nâng mức lương lên cho bạn ấy nhé. Bác san cái này để làm gì hả bác? Ở chỗ em ấy thì bây giờ máy móc thì người ta cũng đầu tư cũng rất là nhiều nhá, nhưng mà đầu tư máy nhưng mà phải có việc, với lại làm việc như thế nào thì là người dân mới thuê nhá mọi người nhá, chứ không phải là đầu tư máy vào là ai cũng thuê luôn đâu, phải xem cách làm việc như thế nào đã. Thì nói thật với các bác là video em quay lên xong là em đăng lên luôn thôi, chứ em cũng không biết chỉnh sửa gì đâu mọi người ạ. Thì em muốn đăng lên thực tế để cho mọi người thấy là công việc ở quê và cũng như kiểu kiếm tiền ở quê như thế nào nhé. À, có nghĩa là đắp file luôn hả bác? Bác ấy đang bảo đắp thành cái đập để bắt nước về đây nha mọi người. Nhưng mà sợ cái đất này ấy, khi đắp xuống thì nó sẽ trôi hết, nó sẽ không ở. Đấy. Thì thôi cũng làm theo ý của chủ thôi. Mình cứ thực hiện thôi, mình cũng tư vấn thôi, nhưng mà bác ấy bảo ấy thì thôi mình cứ làm thôi. Theo ý của chủ nhà là các bác ấy muốn lấp đất xuống đây để làm mương luôn nha mọi người, để làm kênh dẫn nước luôn. Đấy. Thì bác ấy muốn là vừa được vườn này, vừa muốn bắt nước cho nó dễ dàng. Đấy. Ở đây thì nó cũng có cái đập sẵn rồi, nên là bây giờ muốn bồi đất thêm lên cao một tí để cho nó đỡ thoát nước thôi mọi người. Cái tư thế để múc đắp cái này nó cũng hơi vướng một tí tại vì địa hình nó hẹp. Bây giờ thì mình đầu tư máy để đi làm thuê thì người ta bảo gì thì làm đấy thôi, chứ mình cũng đã góp ý kiến rồi thì người ta không ấy thì thôi kệ thôi, tại vì mình đi làm lấy tiền mà. Như ở bọn em đang đi múc này là cứ 350 một tiếng nha mọi người nhá. Thì không biết là cho mọi người là như thế nào, nhưng mà em là vậy. Còn là ví dụ mà đi múc móng nhà thì lại giá lại khác nhá. Sau khi mà múc xong bãi rồi, bọn em sẽ đi vào theo cái đường này tầm khoảng 3-4 cây nữa nhé, để múc đường cho người ta khai thác nhé. Toàn ở trong rừng sâu thôi các bác ạ. Nói chung ở chỗ quê em là toàn khai thác keo là chính thôi. Đấy. Với lại là bây giờ cho lái mới đánh máy vào, xong là tiện thể mình vào, xong là đến lúc về thì là mình chở lái máy về luôn, mình chở lái xe về luôn, không thì cũng tội nghiệp người ta đi mấy cây số liền mà đường toàn trong rừng. Với lại là được bác lái máy mới của em này là cũng nhút nhát nên là không dám vào trong rừng một mình, nên là lúc nào cũng đi cũng phải có người nhá. Thì thôi, video của em đến đây thì em cũng xin tạm dừng thôi, tại vì là em không muốn quay ở trong rừng, nhiều cái nó phức tạp thì mong các bác thông cảm nhé. Nhưng mà các bác thấy hay và ý nghĩa thì cho em xin một like, một đăng ký và một chia sẻ nhé.
Còn đây là những cái lán của các bác khai thác rừng nhé. Thì ăn uống luôn ở đây nhé. Đấy. Chăn chiếu, nồi niêu xoong chảo nhé mọi người nhé. Đây là khu vực ngủ nghỉ của các bác khai thác gỗ nha. Đấy. Nấu ăn cơm luôn tại chỗ luôn và ngủ nghỉ tại chỗ luôn.